Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 4. Em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386 86 5005. Hôm nay thì em lên chia sẻ với quý cô chú, anh chị một ít mặt hàng. Em cũng nhà có việc cho nên là em vừa mới nghỉ mấy bữa. Đó, hôm nay mới lên lại được. Ở đây thì, đây đây, trước tiên là em có cái lô tam bảo sắc cô chú, anh chị này. Tam bảo sắc này là tam bảo sắc hoa vàng nha. Hàng hiện tại là đang nụ này. Đó, đang nụ khá là nhiều. Cái hàng này thì em để ở trong vườn mấy bữa rồi cho nên là hiện tại nó đang ra rễ non nha, ra rễ non. Đồng thời là nó cũng đang rất là nhiều nụ cho nên là về cô chú anh chị mình sẽ không bị sợ bị chột cây. Đó, chột cây đồ nữa. Về mình ghép trực tiếp luôn cho em nha, ghép liền luôn cho em. Đó, rất là nhiều nụ nha. Cây nào cây đấy đang rất là nhiều nụ. Cái dòng này thì hoa của nó rất là bền, với cả cực kỳ là thơm, rất là đậm màu nha. Tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận em bán là 150.000 cho một ký. Mỗi ký thì cô chú anh chị mình sẽ có được khoảng là 2 đến 3 bó như vậy, hoặc là 3 đến 4 bó, tùy bó to hay bó nhỏ. Đó, 150.000 cho một ký tam bảo sắc. Tiếp theo ở đây có một cái bó sắp. Sóc nha, sóc nó cũng đang ra cực kỳ là nhiều rễ này. Đó, em lấy ở rừng về em không có thời gian ghép cho nên là em treo để ở vườn. Hiện tại là đang ra cực kỳ là nhiều rễ và nụ này, 1, 2, 3. Đó, có 1, 2 cây, 2 cây, 3 cây. Nói chung là cây nào nó cũng đang có nụ, khá là nhiều nụ nha. Đây, 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 dưới này một nụ đấy này. Đấy, rất là nhiều nụ cho nên là cẩn thận nhẹ nhàng. Đó, đâu đây một nụ nữa đây này. Nói chung nó khá là nhiều nụ nha. Rồi cái bó sóc này, sóc thơm Bình Thuận cô chú anh chị nha. Bó sóc này 160.000 cho bó sóc, rất là nhiều nụ nha. Đây, bên trong đó có nụ luôn này. Đó, rất là nhiều nụ. Rồi bó sóc 160.000 cho bó sóc này. Tiếp theo ở đây em có trầm tím. Trầm tím thì đang cực kỳ là nhiều nụ nha. Trầm tím đang cực kỳ là nhiều nụ, rất là nhiều nụ luôn. Đồng thời là nó đang lên mầm gốc này. Đó, mầm gốc trầm này thì trầm rừng cho nên là nó có cả thân tơ, cả thân già. Thân già thì nó có ít thôi, thân già ít thôi nha. Rồi, mã trầm đầu tiên, mã trầm số 1. 1, 2, 3, 4, 5 thân đang nụ. 150.000 cho mã trầm đầu tiên. Mã trầm số 2, 1, 2, 3, 4, 5 thân, cũng là 5 thân đang nụ. Đây là có một rể là có 3 thân nụ về mình ghép nguyên một giò. Đó, thân tơ này, hoặc là mình ghép cả vào một giò cho nó nhiều thân. Đấy, rồi 5 thân này 160.000 cho mã trầm số 2. Mã trầm số 3, 1, 2, 3, 4, 5 thân nụ luôn. Đây, thân này thì nụ nó khá là lớn rồi, nụ nó lớn một chút rồi. Đấy, 5 thân này 160.000, mã số 3. Mã số 4, trời, có thân này rất là lớn nha, thân này lớn và nó cũng đang nụ. Nụ thì ở trên này nụ hư mất và nụ còn hai nụ ở bên dưới. Còn lại là những cái thân này nụ đều còn nguyên nha. Rồi ok, 1, 2, 3, 4, 5 thân 160.000 cho 5 thân số 4. Mã số 5 của trầm, mã số 5 của trầm, đây cũng là một rề này. Đấy, 5 thân 160.000 cho mã số 5. Rồi mã số 6 này, mã số 6 là những cái thân mà em lựa rất là nhiều nụ với cả thân nó dài. Thân nó khá là dài, khoảng 35-40. Đây, mã trầm này thì 200.000 nhá, 200.000 cho 5 thân trầm. 200.000 cho 5 thân trầm, trầm của mã số 6. Rồi mã số 7 em có một ký mã kiều tím. Kiều tím thì đang nụ này, đang nụ nha. Đây, có hai rề thôi, hai rề kiều tím, hai rề đẹp về mình ghép hai giò giúp em. 160.000 cho hai cái rề kiều tím mã số 7. Đây cái mặt bông này đi theo lô. Cái bông này nó nở trước nha, bông của nó cũng rất là lớn. Bông đẹp nha và cái cần bông của nó khá là dài. Đó. Rồi. Tiếp theo mã số 8, ở đây em có hai cái rễ hương vani. Hương vani cô chú anh chị nha, rất là nhiều thân tơ. Rất là nhiều thân tơ, có một khúc nguyên bản hương vani này và một rễ rời này. Đấy, 130.000 mã số 8. Mã số 9. Ở đây em có một cái giò tam bảo, xin lỗi không phải tam bảo sắc, quế tháng 8.
Nhưng mà nó lại đang nở vào tháng 4 rồi đó. Quế trắng nha cô chú anh chị này, quế trắng vừa mới nở chắc hôm thứ hai, nở hôm thứ hai màu của nó còn chưa chưa có trắng tuyền lắm, hơi còn đậm đậm một chút này chú anh chị này. Đấy em có ghép thêm cái nút áo của cái giò quế này. Đây giò quế 150.000 cho giò quế mã số 9, mã số 10. Ở đây cô chú anh chị lưu ý em có hai cái giò hoàng thảo đùi gà, đùi gà và đây là đùi gà đột biến, tức là đùi gà trắng và họng hồng nha. Đây là đùi gà rừng cho nên là nó cực kỳ là thơm, chứ không phải là cái hàng thái mà nó không có thơm đâu cô chú anh chị nha. Hàng này rất là thơm, cực kỳ là thơm luôn, nó thật sự là nó thơm phức luôn. Đây nó có họng hồng này, họng hồng này đó. Rồi ở đây cô chú anh chị mình có thể mua thân lẻ, tức là em sẽ tách cái thân ra, ví dụ như là cái thân này nhé, cái hướng này thì cái rễ này nó sẽ có 1, 2, 3, một mầm này, một thân già này, một cái thân tơ và thêm một cái thân này nữa, tức là cái ví dụ như là cái rễ này, em ví dụ thôi nha, thì nó sẽ là 200 ngàn, sẽ 200 ngàn. Đấy cái rễ tiếp theo này cũng là 200 ngàn luôn, 200 ngàn luôn này. Đó, cái hướng trong này 200 ngàn nữa. Nói chung là cái này sẽ tách được 5 đơn, 5 đơn, mỗi đơn 200 ngàn. Nó sẽ có trung bình cỡ khoảng ví dụ như hai thân bông, hai thân bông, một thân tơ hoặc một thân già nữa. Nó kiểu như vậy. Không phải là tức là nó sẽ có một thân một mầm đó, kiểu một mẹ một con đó, tách theo kiểu một mẹ một con là một thân một mầm đó. Đó. Nhưng mà hai cái thân này nó sẽ đính kèm theo cái thân già cho nên là mình cảm giác nó sẽ có nhiều thân hơn. Này. Có thể hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua cả chậu. Em bán cả chậu này là 900 ngàn cho cả chậu nhá. 900 ngàn cho cả chậu và em bao cước. 900 ngàn cho cả chậu em bao cước. Nó đang tàn bông rồi. Bông của nó gần tàn rồi. Nó khá là lâu rồi. Em về quê được cỡ khoảng chục ngày rồi. Em mới vô lại, mới bán lại cho nên là cô chú anh chị mình rất tiếc là khi gửi đến tay thì sẽ không được ngắm bông rồi. Em có hai chậu nhá, chậu số 10 900 ngàn, chậu số 11, chậu số 11 nhá, chậu số 11 cũng khá là nhiều thân. Chậu số 11 này cũng 900 ngàn luôn, mua cả chậu về sang năm mình được ngắm một bông một cái giò lớn luôn nhá. Đó, 900 ngàn luôn. Rồi, ok. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ.